Chào các em. Chào các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm tiếp về đề thi tin học văn phòng đề số 5 phần Excel. Đề phần Excel chúng ta cũng có 4 câu. Chúng ta sẽ phải mở sổ tính đề 1 là 7 mẫu XNSX ở trong đường dẫn phía dưới của video. Thế thì ở đây cô đã mở ra rồi. Để chúng ta thu nhỏ cái câu hỏi để chúng ta có thể vừa làm vừa nhìn. Thế bắt đầu từ câu số 7 là gì? Định dạng bằng phong cách ô, phong cách bảng. Định dạng phong cách ô, cell style ô A1 theo phong cách title, ô A2, A17, A23 theo phong cách heading. A1 đấy, theo phong cách title. Đây là title nha. Ô A2, A2 này, A17, A29. Tôi giữ Ctrl, kích chọn. Định dạng phong cách table, table style, bảng lượng khách hàng đăng ký tour, tức là từ A4 cho đến G12. Các bạn đánh luôn địa chỉ thế này để cho nó chuẩn. Rồi là ở đây tất cả đều theo là table style line line thì chúng ta vào luôn, ta chọn từng cái một để cho đỡ nhầm. Đây rồi, rồi vùng thứ hai là số lượng nút web. Đấy, từ A19 cho đến H25. Và bảng từ A31 cho đến G33. Vừa nãy là cô không chọn cái My Table Have a Header thì nó thêm một cái cột phía trên, thì chúng ta có thể undo ta làm lại để nó chọn ngay cái dòng đầu tiên trong cái vùng tôi chọn làm tiêu đề. Đây thì chúng ta được ba cái bảng định dạng giống như trong bảng trong cái sheet kết quả. Đây là các bạn đã làm xong câu thứ nhất. Câu thứ hai dùng thế là sum này, kích thước dòng cột này, định dạng kiểu dữ liệu thì dùng hàm sum để tính tổng cho các cột, cho các dòng cột tổng cộng. Đấy, tức là cái dòng cột chứa dấu hỏi. Thế thì chúng ta đây phía trên này. Đấy, các cái dòng cột chứa dấu hỏi thì các bạn nhớ là trước cô đã dạy các bạn là bôi đen hết, sau đó chúng ta vào auto sum, ta chọn sum thì nó tự động nó điền hết tổng cho tất cả phía trên. Đấy, khá là dễ dàng mà không phải xóa đi làm lại. Đấy, cái này thì cũng tương tự như này, nếu bạn nào không làm bằng cách đấy thì vào dấu bằng này, nên chúng ta đánh sum, chúng ta mở ngoặc ra đấy và chọn phía trên, rồi ta enter thì chúng ta thấy nó cũng giống như là chúng ta thực hiện ở trên.
định dạng chữ đậm cho cả hai dòng cột tô tổ trên hai bảng tính. Hình như ở dưới chúng ta còn nhưng chưa hết này, không có này, đây đây em đây còn tổng cộng nữa này. Đấy, ta cũng dùng xăm. Đấy, thế thì ở đây nó không hiểu cái ý hỏi trên, bởi vì là hai bên, cho nên là các bạn cứ làm một cái, sau đó là bạn vừa kéo lên. Đấy, thì chúng ta nhìn thế này. Đấy, nó sẽ giống. Đây, cô thử làm lại với cái trường hợp là đây, cô thử xăm ở đây xem nào. Xăm đấy thì nó gợi ý ngay cái đầu tiên, và cô kéo xuống cũng được. Cái này chỉ có thao tác thôi, nên nếu mà các bạn nhìn đề cứ nghĩ là nó dài nhưng thực tế nó không dài thế nào cả. Đấy, còn bên dưới thì chưa là thống tính thống kê, chắc là không dùng hàm xăm được. Đấy, định dạng chữ đậm cho cả hai dòng cột tô tổ trên hai bảng tính. Dòng cột tô tổ đâu rồi? Đây, tổng cộng này, chữ đậm, cô xem kết quả có đúng như thế không. Đây, chữ đậm này đấy, và đậm đây đúng rồi. Rồi, đã xong. Định dạng kiểu dữ liệu cho tất cả các ô chứa số liệu. Đấy, định dạng kiểu dữ liệu là gì? Không có phần lập phân và có dấu phân tách nhóm ba chữ số, tức là phân tách phần nghìn ấy. Đấy, cho tất cả các ô số liệu kiểu number. Thì chúng ta có cái dãy này này. Đấy, chúng ta vào đây và number này, rồi trong trong number thì các bạn bỏ đi là không có dấu phân, đấy là không, và tích vào cái thằng if 1000 spare letter. Đấy, thì đây là phân cách phần nghìn rồi. Và chọn tiếp phía bên dưới này nữa. Nếu các bạn mà làm để cho nó nhanh thì các bạn có thể giữ Ctrl rồi chọn hai vùng rồi thực hiện một thể. Dưới này chưa có giá trị. Bây giờ chúng ta đã xong câu số 8. Dùng công thức VLOOKUP, VLOOKUP điền dữ liệu vào bảng thống kê. Đấy, thì thứ nhất là số lượng đặt tua, dùng hàm VLOOKUP để lấy giá trị từ dòng tổng cộng của bảng lượng khách hàng đăng ký tour. Thế thì ở đây các bạn sẽ làm ở trong này này. Đấy, đây là dùng số lượng đặt tour. Đây. Đấy, ví dụ Đà Nẵng thì ta sẽ xem là đấy, chỗ Đà Nẵng ở đây. Đấy, Đà Nẵng ở đây thì có số lượng đây. Đấy. Làm mà đây lại là gì? Đó là Đà Nẵng và số lượng đặt tour. Thì ô tra cứu là Đà Nẵng. Đấy, bảng tra cứu là đây, lượng số lượng là tôi từ văn phòng. Đấy, đã ghi rõ lượng khách đăng ký đặt tour tại từ văn phòng này. Phần dưới là số lượng truy cập web, thế nên là chúng ta phải dùng cái bảng trên rồi. Các bạn bằng này, lookup. Đấy, lookup này. Cái này thì là phải là vào lookup rồi. Có xem là tra cứu bằng này. Và lúc đó ô tra cứu là B31. B31 nó bị khuất nên còn phải gõ vào. Bảng tra cứu là bảng như thế này. Đấy. Mà lại đây là tra cứu đặt về cho Đà Nẵng, người ta phải này cột lấy về là đây là vì cho Đà Nẵng, cho nên là cột lấy về là chúng ta sẽ là cột số mấy đây, Đà Nẵng.
từ văn phòng, cho nên nó phải là cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5. 5 phẩy 0. Thế là cái chữ Đà Nẵng này với chữ Đà Nẵng kia chúng ta không trùng nhau à? Ô cha cứu này. À, thế thì hàng nó áp thì nó phải chọn cái này ra là, và lấy về hàng sẽ là 1 2 3 4 5 6 6 6 em ơi. Nơi 31 này. Cha trong cái bảng này cô sợ cô chọn là hay là không chọn. Thiếu à? Nghe biết này. Rồi. À, dòng hàng số 6. 2422. Xem kết quả xem có đúng không? Số lượng đặt tour Đà Nẵng. À, Quảng Ninh Hải Phòng mà. Hải Phòng. Mà lấy tổng cộng về là thứ này cơ mà. 56552. 56552. Đây là dòng bao nhiêu? Xem lại cái dòng Đà Nẵng 1 2 3 4 à, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, nhưng mà cái bảng này chúng ta chọn là bị thiếu rồi. Chúng ta chọn cả tổng cộng. Đấy, F4. Mười tám bảy bảy ba, 18773. Đấy. Ồ, Đà Nẵng lại trong bảng kết quả lại nằm ở đây à? 18773 vẫn đúng. Rồi, xong đó là cô copy đi. Đấy, chúng ta xem lại phòng là 56552 có đúng không? 56552 đúng rồi. Đấy. Đấy, còn số lượng truy cập thì người ta dùng vào lũ áp đấy, nó lấy giá trị từ cột tổng cộng của bảng số lượng truy cập web đấy, và lũ áp về số lượng truy cập web ở đây thì ô tra cứu nó là cột, còn vừa nãy là ô tra cứu là hàng đấy, là lấy tổng thì chúng ta bằng này và lũ áp ô tra cứu ở đây phải bảng tra cứu cũng là tổng cộng, cho nên là ta phải chọn hết từ đây cho đến tận tổng cộng. Rồi lại chọn thêm một cột.
1 này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Bởi vì khi mà các bạn trong bài của các bạn mà có thầy bù ấy, thì lúc nó chọn các cái thầy bù ấy mà nó có tên rồi thì chúng ta không phải ép bốn nó lên, đến lúc đấy lúc nào nó cũng cố định. Nếu còn trường hợp mà chúng ta không đưa vào thầy bù style ấy, thì lúc đó các em phải ép bốn nó lên. Nên cô giải thích vì sao mà cô lại không ép bốn ở đây. Thì chúng ta kiểm tra lại xem Đà Nẵng có phải là 39384 không. Đà Nẵng 39384, đúng rồi. Thì chúng ta đã xong được câu số 9 và bây giờ câu số 10 là biểu đồ, thì chèn biểu đồ cluster column chart để biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê. Đây chúng ta có cái bảng thống kê ở đây. Đấy. Đổi tiêu đề. Thế thì ở đây ta chọn bảng này, ta vào insert này, ta chọn vì nó là column nên chắc là trong column rồi. Đấy mà tên là cluster column đây, đúng rồi. Để các bạn kéo nó ra đi xuống dưới một tí để nó không che khuất cái vùng dữ liệu đấy nhá. Đổi tiêu đề biểu đồ thành thống kê số lượng đặt tour và truy cập web. Thế thì các bạn click vào title. Đấy, rồi các bạn lên thanh công cụ trên này các bạn gõ. Sử dụng tính năng Street Row Column để đổi giá trị biểu diễn trên trục hoành. Đây chúng ta có Switch Column này. Đấy, nó sẽ đổi cái kép biểu diễn này đi. Thêm tiêu đề trục hoành của biểu đồ và ghi văn phòng. Thế trong này thì chưa có tiêu đề của trục hoành và chúng ta vào đây. Các bạn chọn Asset Title, nó có hai cái thành phần này, các bạn chỉ chọn là trục hoành thôi. Đấy, và trong cái này các bạn sửa lại cái Asset Title này thành văn phòng. Thì cô giải thích một chút ở chỗ này. Còn tiếp tục thêm tiêu đề chụp tung của biểu đồ ghi lượt tổng lượt truy cập. Thế thì vừa nãy thì cô lại tưởng không có cái phần đấy, cô lại tắt nó đi. Đấy, asset title nó có hai thành phần các em nhé. Đây là chụp ngang tức là chụp ngoành, còn đây là chụp dọc, đấy là chụp tung. Thì bạn tích vào và bạn sửa thành tổng lượt đặt truy cập. Các bạn đã xong. Đấy, chúng ta đã có hai cái trục này. Ta xem kết quả. Đấy, đây của bảng kết quả của chúng ta cũng như vậy. Thế là các bạn đã xong cái bài đề thi số 5. Đấy, chúc các em thành công.